Nếu không dựa vào tờ giấy thì rất khó để nói căn nhà vừa bị phá dỡ này nằm trên đường nào. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, đơn vị chức năng đã tháo dỡ căn nhà 4 mặt tiền, an ngữ giữa giao lộ 3 con đường Âu Cơ, Lũy Bán Bích, Ba Vân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà được đánh số 845 Âu Cơ, diện tích khoảng 30m², có cả 4 mặt tiền nằm giữa giao lộ. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú cho biết, sau nhiều nỗ lực vận động của quận, chủ nhà đã đồng ý bàn giao căn nhà này để quận tháo dỡ. Sau khi hoàn tất, quận sẽ chỉnh trang đô thị tại khu vực này như tạo thảm cỏ, vòng xoay để người dân đi lại thuận tiện, không còn bị cản trở khuất tầm nhìn khi lưu thông. Kể từ năm 2014, sau khi dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích được thực hiện, căn nhà số 845 Âu Cơ này đã an ngữ giữa giao lộ, góp phần không nhỏ khiến giao thông khu vực ùn ứ. Theo lãnh đạo quận Tân Phú, năm 2017, chủ nhà được bố trí một nền đất tái định cư tại hẻm 525 đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ. Tuy nhiên, khi triển khai xây dựng thì nảy sinh một số vấn đề nên quận bố trí lại nền đất tái định cư khác. Ghi nhận hơn 15 giờ chiều 25 tháng 9, căn nhà đã cơ bản được tháo dỡ xong.